Nguyên tác Lương Vũ Sinh, giám chế Trình Xuân Lệ, Tôn Hạo, biên kịch Lương Chí Minh, Trương Cần, đạo diễn Lý Huệ Dân, Bạch Dân Mặc, với sự tham gia của các diễn viên chính: Phan Việt Minh trong vai Trương Đăng Phong, Đổng Khiết trong vai Dân Lô, Lưu Tùng Nhân trong vai Tạ Thiên Hoa, Mễ Tuyết trong vai Diệp Doanh Doanh, Lưu Tư Đồng trong vai Thoát Bất Hoa, Trình Hiểu Đông trong vai Châu Sơn Dân, Hà Ngạn Nghê trong vai Kính Minh, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Bình Tung Hiệp Ảnh.